Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô của Em Bút Xe Ô Tô với một chiếc xe mà lâu lắm rồi chưa bán được. Vâng, thưa quý vị các bạn, một con xe đẹp như thế này, biển số thì siêu VIP thế này, mất đến gần một con xe máy mới mua được chiếc xe này. Mà đến bây giờ chưa hiểu sao nó chưa có cơ duyên. Không, nói thế thôi chứ còn tại xe đẹp nên là nó kiêu kỳ. Vâng, thưa quý vị các bạn, một chiếc Mitsubishi Zoleo bản 2.0 EPA sản xuất năm 2004 với máy xăng 2.0, số sàn 5 cấp, đăng ký 7 chỗ ngồi gặm gãi cầu sau. Đẹp xuất sắc với như này mà giá thì chỉ có còn này hơn 100 triệu đồng nữa có ngay chiếc xe này rồi. Một dòng xe 7 chỗ ngồi đẳng cấp, thương hiệu xế sang tiền tỷ hồi năm 2000. Thế mà dòng này thì ở Hà Nội đi rất là nhiều luôn. Nhưng mà ở Hải Phòng khi mà được sở hữu con xe này cộng với cái biển VIP như thế này thì quý vị các bạn biết là chủ là một người đẳng cấp như thế nào rồi. Con xe này được một bác ở trong hội bạn hữu đường xa sở hữu. Và bây giờ thì bác ấy không đi nữa và bác ấy để lại cho em Vũ Duy Ô Tô. Từ hôm cách đây 2 tháng chiếc xe này em quay review rồi. Thế nhưng mà tại sao bây giờ em lại quay lại? Vì thưa quý vị các bạn, con này em cho đi thuê sử dụng làm xe hoa. Đảm bảo giúp quý vị các bạn là con này lên sóng truyền hình rất là nhiều lần rồi. Vâng, đi tham gia một bộ phim xe hoa của đạo diễn Phạm Đông Hồng. Và bây giờ thì chiếc xe đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô với cái giá chỉ hơn 100 triệu đồng đã có sở hữu ngay chiếc xe 7 chỗ gầm cao thoáng máy, lốp lắp dày dặn, la răng 5 chấu khỏe khoắn thể thao, lốp Michelin. Không phải nghĩ đến chuyện đăng ký đăng kiểm là cái gì vì con này hạn đăng kiểm đến tận tháng 7 năm 2021. Vâng, với cái tầm tiền chỉ hơn 100 triệu đồng, quý vị các ngày trước Mitsubishi Zoli. Đây, quý vị các bạn nhìn này, độ phun giá nóc rồi. Đấy, độ phun giá nóc luôn. Đấy, nội thất ghế da xịn sò. Đấy, không gian thì rộng rãi, điều hòa mát lạnh rét buốt. Và máy Mitsubishi thì là một dòng máy xăng rất là bền bỉ luôn. Đặc biệt là sử dụng cỗ máy 2.0 nên là leo đèo, leo núi thoải mái luôn. Thưa quý vị các bạn, với cái dòng xe này được bảo dưỡng định kỳ tại Ford Hải Phòng như thế này thì quý vị đừng có nghĩ đến chuyện chất của chiếc xe mà hãy nghĩ đến chuyện sở hữu ngay. Vâng, sở hữu ngay một con xe biển hàng độc luôn, 16H9998, một con xe biển mà mất đến một chiếc xe máy SH A+. Thời đấy là mất một con A+ thì mới mua được chiếc xe này về. Vâng, một chiếc xe biển số quan hệ đẹp xuất sắc và được độ thêm cả giá nóc này. Một chiếc xe bản full kịch luôn các bác nhá. Là vô lăng 4 chấu thể thao, còi ngân, âm rất là chuẩn luôn. Đảm bảo cho quý vị các bạn không hề đâm đụng, không hề ngập nước. Keo chỉ zin, máy số mượt mà. Chạy cực kỳ là êm chất với hệ số dẫn động 5 cầu 5 cấp. Cầu sau 5 cấp ạ. Vâng, đấy quý vị các bạn nhìn tappy này. Siêu sạch sẽ, rộng rãi, xịn sò. Điều hòa hai vùng, cửa sau điều hòa chỉnh gió đàng hoàng. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, con này thì trước nó có gắn một cái bộ súp ở đây. Nhưng mà hiện nay em không thấy, chết rồi. Tí nữa em hỏi lại cái ông mượn xe nó nào. Con này bác ấy cho bên phim trường mượn xe. Và đến bây giờ quay về thì thấy thiếu bộ súp rồi. Nghi ngờ lắm. Vâng, cốp mở này các bác nhìn này. Lốp treo, dàn lốp treo mẫn mới kính quang, lốp 185 vành 14 UE168. Đấy, lốp 2013 luôn. Vâng, còn ngon ngật, đến nay 8 năm rồi như là lốp mới. Cốp thì có một cái điểm là camera lùi này. Đấy, hiện đại xịn sò luôn. Và đảm bảo cho quý vị là xe không có đâm đụng nhá. Xe em chạy cực kỳ mượt mà luôn, đi dịch vụ thoải mái luôn. Và đặc biệt là dùng cho các bác vùng núi, vùng cao. Còn bác nào vùng thấp thì cũng ủng hộ các bác cái việc mua xe. Vâng, một chiếc xe rộng rãi 7 chỗ ngồi, không gian sàn sau siêu yêu thương. Đấy, rất là rộng luôn. Dòng xe lốp cầu treo Mitsubishi Zoleo 2.0 MFA. Vâng, wow, phải nói là một con xe chất. Đấy, cốp cáp gầm bệ chắc chắn luôn. Lốp láp dày và gầm sắt xì đen xì luôn quý vị nhìn này. Sắt xì đen xì, cầu sau khỏe khoắn, lốp nhíp đầy đủ. Vâng, gầm đây các bác nhìn nhá. Vâng, gầm này sáng láng sạch sẽ luôn. Lốp Michelin. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây là lốp Michelin 2016, đẹp xuất sắc, không lỗi nhỏ. Lốp 185 65 vành 14, ai chà, dày dặn luôn. Phanh tang chống xịn sò. Đấy, bên này cũng vậy ạ. Lốp Michelin dày bình bịch luôn. Ghế da xịn sò, cửa chốt điện, kính điện lên xuống bình thường. Đấy,
Đề nổ chiếc xe thì nói thật với các bác là vừa nãy em lâu lắm em đề nổ con này, nhưng mà đề phát nổ ngay. Thế nó mới là ắc quy nó khỏe. Rồi bây giờ ta sẽ cùng đề nổ chiếc xe nào, xem là như thế nào. Một chiếc xe số sàn 5 cấp, rộng rãi, thoáng đãng. Úi trời. Ai, gạt ghế. Ai chà. Chìa khóa đây. Khóa này có chốt khóa điện luôn, rất là hiện đại. Ô chà. Đấy. Phát đầu không lên. Phát thứ hai lên rồi. Đấy, lên ngay. À. Đây các bác nhìn vô lăng này. Mượt mà. Đấy. Còi ngân. Đấy, còi ngân. À, điều hòa này. Úi giời, mát rưỡi luôn. Điều hòa mát lạnh. AC bật đầy đủ. Đấy, nhạc nhẽo ra. Con này lâu lắm rồi không cắm nhạc. À, đầu này các bác sử dụng nhạc thoải mái nhá. Trước em có một bộ súp bát ở đây cơ, nhưng mà bây giờ thì không thấy đâu rồi. À, cái này thì thôi tí nữa em về em hỏi lại xem thế nào. Em đang đi tìm cái USB để em cắm nhạc. Con này nhạc nhẽo đập xình xịch, cái này mà không có một chút nhạc thì nó phí. Âm thanh nổi bình bịch luôn. Đây rồi, USB rồi, chuyên nhạc. Em lúc nào cũng có USB để cắm nhạc rồi. Vùng lá me bay con cuồng. Đấy, nhạc modern tắc kinh đầy đủ. Đấy, về âm thanh của chiếc xe thì không chê. Đấy, nhạc AUX, cổng AUX đầy đủ các bác nhá. Rồi, ta sẽ đi đến khoang động cơ của chiếc xe. Trái tim của chiếc xe với động cơ 2.0, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe 8 lít trên 100 cây. Quá là nhẹ nhàng, quá là yêu thương. Thưa quý vị các bạn, khoang máy của chiếc xe thì khá là sạch và máy số thì mượt mà, được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, không dầu mỡ. Đấy, quý vị các bạn nhìn phần sườn này, tương đối là cân đối luôn. Đấy, phần đầu đây. Đấy, máy số thì chạy mượt mà, và thưa quý vị, 17 năm rồi nhưng mà đây là một chiếc xe phải nói là khá là giữ gìn luôn. Đặc biệt là xe được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên nên máy số rất là khô. Đấy. Con này chủ là một người rất là cẩn thận, kỹ tính. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Máy người ta giữ gìn như thế này mà chưa thèm lau nhá. Đây lau rồi. Các bác nhìn này, lau đen xì đấy. Sạch, mượt mà luôn. Rồi, kéo ga nào. Đấy, các bác nghe tiếng ấy. Vâng, máy nó không hề có sự rung lắc luôn khi mà đạp ga cao. Gầm này. Đen xì sạch sẽ luôn. Đấy các bác. Vâng, hàng hiếm kiếm đâu ra bây giờ. Một chiếc xe đẹp, xuất sắc. Vâng, thương hiệu Nhật Bản Mitsubishi Zoleo bản FFI. MFI. Vâng, 2.0. Máy xăng 2.0, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ chắc chắn, khỏe khoắn. Vâng, đấy. Rồi bây giờ ta sẽ cùng đánh võng chiếc xe này để cùng trải nghiệm cái cảm giác lái xe vượt mọi địa hình với hệ thống cầu sau chủ động, lốp láp dày dặn. Vâng, lốp rất là dày và như mới luôn. Nhờ em bằng hộ anh Phát. Đi qua này xong rồi đón vào. Úi giời, con này phải nói là vào trong xe thơm lưng góc phố luôn. Nội thất điều hòa, hệ thống mùi thơm, tạo mùi của chiếc xe rất là tốt luôn. Đấy, lái rất là nhẹ nhàng, không hề nhào lái một chút nào. Máy số thì êm chất. Đấy. Quay ở đấy, quay vang ngân nhá. Ui giời, phải nói là con này được cái mùi của nó đấy, thơm. Con này người ta cho mùi gì thơm đấy nhỉ? Chắc là mùi quế hồ rồi. Đấy. Máy 2.0 đạp mượt mà số má thì lên rất nhẹ nhàng, cũng rất mượt, ngọt luôn.
Và những bác nào yêu thích cái dòng xe này, một chiếc xe xịn sò, gầm cao, máy thoáng, 7 chỗ ngồi, giá chỉ có hơn trăm, alo ngay cho em Fuji Auto qua số điện thoại 0869158926. Rất cảm ơn các bác đã đăng ký ủng hộ kênh của em Fuji Auto. Cao cao lên một chút. Đấy. Ui chà, đánh võng lái lượn lách của tôi rồi, và có hệ thống chống lật đàng hoàng. Đấy, hàng hiếm kiếm được ra bây giờ. Các bác có thể đi tìm bất kỳ một chiếc Jolly nào, nhưng mà để một chiếc xe chính tên chính chủ, biển số đẹp siêu VIP cái này, đi mà chắc chắn như thế này thì cũng phải nói là thuộc hàng hiếm luôn. Gầm bệ cực kỳ chắc chắn. Đấy, các bác nhìn các cái phần khung cột sườn kèo rồi trần nỉ này, vô lăng này. Đấy, này theo order 11 vạn nhưng mà cái này em không tin được. Vâng, còn đâu về chất của xe thì em khẳng định được luôn. Đấy, rung bật bật, lái lắc như đúng rồi. Cảm giác thì không hề trồng chành và đi rất là chắc xe. Đấy, cảm giác nó rất là phiêu các bác ạ. Phiêu vô đối luôn. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, chia sẻ kênh giúp Fuji Auto. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Ta lại về phim trường. Chiếc xe xịn sò, máy số mượt mà, siêu êm chất, điều hòa cửa gió. Đấy, tắt điện, tắt điều hòa phát các bác có nghe cái gì không? Đấy, xe em nó chất đến mức độ này mà. Tội gì không đến xem xe và trải nghiệm. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại.